Môi giới bất động sản cao cấp thừa nhận ba siêu năng lực người giàu nào cũng có, nghèo có nguyên nhân, giàu có lý lẽ. Hiểu được ba điều này, bạn sẽ lý giải được tại sao người giàu có thể khiến tiền đẻ ra tiền, tài sản ngày càng nhân lên mạnh mẽ. Vương Phách là một nhà môi giới bất động sản cao cấp ở Thượng Hải, Trung Quốc. Vì tính chất công việc, cô thường xuyên kết bạn với những người giàu có và hiểu rất rõ về những người giàu và cách họ khiến tiền đẻ ra tiền, tài sản ngày một nhân lên nhanh chóng những chia sẻ về người giàu quanh vương phách có lẽ sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều điều một không có điều kiện thì tự tạo ra điều kiện vương phách vừa bước vào ngành bất động sản đã nghe nói nhân viên best seller ở đây có tật nói lắp lúc đó cô vô cùng ngạc nhiên trong nghề buôn bán nhà đất tài ăn nói ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích sau này cô mới biết hóa ra best seller làm ngành này là bởi vì nghề môi giới bất động sản có thu nhập cao biết điểm yếu của mình ở đâu cho nên anh ấy chọn cách thức khác để giới thiệu cho khách hàng anh ấy thu thập và chỉnh sửa toàn bộ thông tin của các căn hộ sau đó in chúng ra. Khi khách hàng đặt câu hỏi có liên quan, anh ấy sẽ chỉ vào những thông tin khác nhau và nói cái này, cái này, cái này để số liệu nói chuyện thay anh ấy. Khách hàng ngược lại cảm thấy anh ấy chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Sau khi đạt thành tích bán hàng tốt, anh ấy có thể bán hàng trên các trang báo chuyên nghiệp. Nhưng mỗi công ty môi giới bất động sản chỉ đưa 3 bản giới thiệu cho nhân viên có thành tích tốt nhất. Quy định này làm sao thỏa mãn được best seller tại thời điểm đó? sau đó anh ấy nghĩ nếu công ty là của anh ấy thì mảng quảng cáo của công ty chắc chắn sẽ thuộc về anh ấy cuối cùng anh ấy tự mình thành lập một công ty bất động sản hai luôn chú ý giữ môi trường xung quanh sạch sẽ ngăn nắp vương phách nói cô thường có cơ hội vào tham quan ngôi nhà của người giàu có dù là người bán nhà hay người mua nhà trong nhà của những người giàu đều có một điểm chung đó chính là sạch sẽ ngăn nắp đương nhiên chúng ta có thể nghĩ rằng những gia đình này thường sẽ có người giúp việc chuyên nghiệp lau dọn sạch sẽ nhưng cái họ cần là đảm bảo sự ngăn nắp hơn nữa sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp hoàn toàn không giống nhau trong tâm lý học cũng có đề cập rằng giữ một môi trường sạch sẽ ngăn nắp chứng tỏ chủ nhà là người có suy nghĩ rõ ràng và có tổ chức ba đừng bỏ cuộc dễ dàng một lần nọ vương phách muốn hẹn chủ nhà đưa khách hàng đến xem nhà vào thứ bảy nhưng thật không may chủ nhà đang ở một địa phương khác cô ấy nói có thể đổi ngày khác nhưng không ngờ chủ nhà lại đề nghị ông có thể quay về ngay lập tức Vương Phách có lòng tốt nhắc nhở ông rằng khách hàng chỉ đến xem thử, chưa chắc đã mua, ông không cần phải vội vàng quay về. Kết quả khách hàng cho rằng, dù chỉ có một phần trăm cơ hội cũng phải cố gắng một trăm phần trăm sức lực. Thực ra, những đạo lý này chúng ta chỉ cần mở miệng là có thể nói ra được hàng tá, nhưng số người thực sự làm được lại rất ít. Thế mới nói, người nghèo có nguyên nhân của người nghèo và người giàu cũng có cái lý của người giàu.